Kính thưa quý vị, sáng nay, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc thứ ba. Trong buổi sáng, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2025. Báo cáo trước Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố cho biết, giai đoạn 2016-2020, thành phố có 20 dự án đã hoàn thành, 14 dự án đang triển khai và 59 dự án chưa triển khai. Giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh có 91 dự án nhà ở xã hội, đến nay đã hoàn thành 3 dự án, 13 dự án đang triển khai và 75 dự án chưa triển khai. Trong bối cảnh việc phát triển nhà ở xã hội đang gặp khó khăn, vướng mắc do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thì mục tiêu hoàn thành 2,5 triệu mét vuông sàn, 35.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2025 mà thành phố đặt ra khiến cho nhiều đại biểu lo lắng. Hiện nay chỉ có 7 dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân đang thi công với quy mô khoảng 5.000 căn hộ, với tổng diện tích sàn là 383.000 mét vuông là chưa đảm bảo hoàn thành con số phấn đấu 1,15 triệu mét vuông sàn. Đối với các dự án còn lại là 88 dự án, thì Ủy ban thành phố cũng chưa xác định được dự án nào là khả thi, có khả năng thực hiện để tập trung chỉ đạo, điều hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện. Ở trong đây thì Ủy ban nhân dân thành phố có nêu ra cái việc vận dụng nghị quyết 98 cũng như là đề xuất ra 5 cái nhóm giải pháp. Thì trong đó 5 cái nhóm giải pháp tập trung vào việc là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về trình tự thủ tục, về quy trình xác nhận, về thủ tục. Thì trong cái báo cáo đã nêu, thì tôi đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có cái kế hoạch cụ thể cho cái việc cụ thể hóa 5 cái nhóm giải pháp này. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương hoàn thành việc rà soát, thống kê toàn bộ các dự án nhà ở thương mại, khu vực đô thị có bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương 20% quỹ đất để sử dụng làm nhà ở xã hội hoặc nộp tiền tương đương 20% quỹ đất vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trả lời các đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường cho biết, qua rà soát, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh mục tiêu là phát triển 1,15 triệu mét vuông sàn. Sau rà soát các vướng mắc và vận dụng nghị quyết 98 gắn với công tác quy hoạch, quỹ đất và từ luật nhà ở năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực với các nhóm giải pháp tập trung, quyết tâm giữ mục tiêu. Ủy ban thành phố sẽ tiếp tục hết sức là nỗ lực với các nhóm giải pháp như đoàn giám sát đã chỉ ra cũng như là trong các chương trình đã đưa ra thì sẽ tập trung là hiện nay thì chúng tôi vẫn quyết tâm là cố gắng là giữ cái mục tiêu, và thời gian tới thì cái cách làm thì chắc chắn là sẽ phải có cái thay đổi. Và đây cũng là một cái cơ hội xin báo cáo đại biểu là tại sao là phấn đấu là giữ được mục tiêu vì hiện nay là chúng ta đang tập trung điều chỉnh cái quy hoạch xây dựng của thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Và trong cái thời gian vừa qua mà khi thực hiện các dự án nhà xã hội cũng như là các dự án nhà thương mại thì cái khâu đầu tiên mà vướng đưa ra các quy trình ấy, thì là vướng ngay từ khâu đầu là khâu quy hoạch. Hiện nay đang nỗ lực để triển khai bắt tay vào điều chỉnh các quy hoạch phân khu để đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung thành phố, thì các vị trí nhà xã hội của cái cơ chế của nghị quyết 98 của khoản 3 điều 6 đối với các khu đất mà đảm bảo điều kiện cũng như là 88 khu đất mà vừa rồi đã rà soát trong cái báo cáo có nêu thì sẽ tiếp tục được cập nhật để đảm bảo là có phù hợp với quy hoạch, và trên cơ sở quy hoạch đó thì sẽ đảm bảo để triển khai các công việc tiếp theo. Thành phố kiến nghị nghiên cứu ban hành quy định hướng dẫn về việc xác định, phân bổ và chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại trong trường hợp chủ đầu tư bàn giao lại cho nhà nước quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội. Cũng trong sáng nay, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 xem xét thông qua nghị quyết về quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.